sẽ để cho bầu leo lên. Còn mấy cây mướp á, không ở trong một cái thùng á, không có chỗ cho nó leo, cho nên ông xã Vi sẽ chế tạm một cái nhà bên phía này nữa. Mình sẽ dùng mấy cái cây bamboo này mình để lên phía trên. Còn cái đây này á, là cái cây mà hồi đó mình dùng để mình gắn cái màn trong cái scenario đó, nhưng mà bây giờ đổ màn ra rồi thôi, lợi dụng mấy cái cây này để làm luôn ha. Cảm ơn các bạn đã xem video của Vi nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye các bạn. Các bạn nhớ share, like và subscribe nha.